Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông Trọng Hay Làm Các bạn coi cái mặt của mình <laughs> bị uh, té xe đó các bạn Thì uh, cách đây khoảng hơn tháng uh, mình bị tai nạn xe cộ ta bữa giờ mình cũng chưa có gọi là tập trung nhiều cho cái việc uh, uh, quay phim video các bạn Tại vì mình cũng uh, bị choáng rồi tùm lum hết Rồi uh, mình đi làm á uh, thì mình... Uh, À, hết thời gian cho công ty thì mình cũng mệt đó các bạn thành ra là mình chưa có quay nhiều được cho các bạn các bạn thông cảm nha à, tuy nhiên thì mình cũng không có bỏ rơi à, các bạn à, trên cái kênh youtube của mình thành ra các bạn à, 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 hãy ủng hộ mình bằng cách à, like cũng như đăng ký kênh nha rồi mình xin cảm ơn các bạn ok thì um, trong cái video này thì mình cũng uh, xin chia sẻ một ít cập nhật một ít cái tin xung quanh của những cái uh, dự án mà trước đây các bạn đang theo à, cũng như là, là là trả lời một số cái thắc mắc của các bạn. Thì à, đầu tiên là về dự án Ai các bạn, Ai Network thì à, ngày chính thức lên sàn sẽ là ngày 7 tháng 10 nha các bạn. Mainnet. À, một số bạn không có hiểu à, kêu là mổ Mainnet rồi mà sao giờ Mainnet? Thì trước đây các bạn Ai Network họ chưa họ đang phát triển thôi. Thì họ mới à, phát hành một số cái hợp đồng thông minh ở trên các chain khác thôi các blockchain khác các bạn như là BNB nè Ethereum nè à, một vài cái hình như là cũng có ở trên một hai cái blockchain khác nữa nhưng mà do mình chỉ à, bán và mình lưu trữ nhiều nhất ở trên à, BNB thành ra là mình mình à, chỉ nhớ là nó có trên BNB và Ethereum nghe và nó có list đầy đủ ở trên sàn set cũng như sàn dex thì sàn set là những cái sàn như là OKX, uh, uh, mẹt đồ này kia các bạn còn sàn đếp thì nó có trên Uniswap bên cái Swap thì đầy đủ hết nha đó và ngày 7 tháng 10 này thì họ chính thức ra mắt cái mạng chính các bạn mạng chính là mạng Ion gọi là i, -Network, I open network các bạn thì viết tắt của nó là Ion thì cái mạng này thì nó cũng đã phát hành bốn cái app ở trên cái mạng này các bạn mình đã giới thiệu trên kênh của mình bao gồm là Frogby là chia sẻ băng thông thì nó chưa có chính thức hoạt động rồi có sốt xịt và có um, sốt xịt nè rồi Sunway quay nè rồi siêu um, siêu sen là bốn cái app ở trên ion network nha và ngày cách đây 3 ngày thì đồng ai nó bắt đầu nó tăng từ cái mức giá là 0,0 mươi mấy nữa các bạn à, sáng nay thì nó đã đạt cái mức là 0, 0097 98 các bạn nó chưa có vượt mức 0,01 nha Tuy nhiên thì nó đã x3 từ cái đáy à, không phải là đáy từ 0,03 mấy thôi còn cái đáy của nó là 0,027 nha các bạn 0,027 thì à, mình trước đây mình đã có một số cái chia sẻ à, một số bạn á, là À, hỏi mình là nên đầu tư cái kèo nào thì mình đã có khuyên các bạn là nên đầu tư cái kèo ai và cách đầu tư là các bạn khi nào có tiền các bạn cứ mua từ từ thì những cái lúc đó mình chia sẻ là nó từ 0,004 mấy các bạn và nó xuống từ từ 0,003 mấy thì nếu như các bạn đầu tư thì bây giờ các bạn đã lợi x, 3 nha các bạn ít nhất là x3 x2.5 cho tới x3 nghe các bạn đó thì à, bản thân mình cũng mua một triệu ai các bạn thì các bạn nếu như các bạn hay theo dõi kênh của mình thì cũng biết à, những cái dự án à, AirDrop mình ăn được AirDrop của họ thì sau này mình luôn luôn theo dõi cái dự án và mình cũng ủng hộ bằng cái cách sở hữu coi của họ các bạn thì các bạn biết đó sở hữu coi của họ chính là cái cách à, trực tiếp nhất các bạn ủng hộ dự án còn ai cũng bán hết thì à thật ra là ai cũng bán hết thì chắc chắn giá nó không cao nha các bạn. Các bạn phải lưu ý là mình phải yêu thích cái dự án đó, mình theo dõi từ đầu. Mình thấy cái hay của nó thì mình mua nó, mình tích trữ. Và à, các bạn phải chọn đúng dự án là nó ok thôi các bạn. À, như đồng co cũng vậy, thì mình cũng mua từ mức giá là 3u nó về 0 sáu mình vẫn mua vào các bạn. Và cuối cùng nó đã lên 4 và mình đã kiếm được một cái phần lợi nhuận là à, trăm mấy chục triệu vào năm ngoái các bạn à, Đồng ai thì mình cũng mua một triệu ai Và sáng nay mình cũng chốt bớt các bạn Từ 0,6 mấy mình đã chốt từ từ rồi thì mình chốt à, một nửa rồi nha Đó thì bây giờ hiện tại mình đang giữ hơn 400 ngàn thôi à, Tuy nhiên thì mình sẽ giữ cái đồng này để mình đợi nó mới nét các bạn thì à, trước khi nó mới nét thì nó cũng đã lít thêm một số sàn uhm, uhm, Sàn nhỏ hơn các bạn sau đây các bạn Mình đang đau cái miệng à, nó đang list một số cái sàn nhỏ nhưng nhưng các bạn trong cái tin tức gần nhất của iNetwork các bạn thì họ thông báo rằng họ sẽ list một cái sàn rất là lớn ở trong tương lai thì các bạn có thể là hy vọng nó list trên cái sàn binance rồi này kia nghe tất nhiên cái đây hay là họ không nói trước các bạn những cái dự án list trên sàn lớn thì không bao giờ họ nói trước đặc biệt là binance các bạn tại họ sợ người ta sẽ gom hàng đồ này kia các bạn đó thành ra là là gom hàng xã hàng là, thành ra là chỉ tới vào cái thời phút cuối cùng thì họ mới thông báo thôi Ok thì à, đó là cái dự án iNetwork à, Mình cũng chúc mừng những cái bạn nào đã theo cái kèo đó nha à, Mình cũng kiếm được lợi nhuận khá khá từ nó các bạn Hồi AirDrop đó các bạn là mình được 220.000k Thì mình cũng bán được khoảng hơn 2.000 đô các bạn cái thời đó đó à rồi à, cứ mỗi lần nó cứ lên nó xuống là mình lại mua rồi bán mua bán mình cũng kiếm thêm được một ít rồi và bây giờ thì à, khi mà mình chữ một triệu ai á, thì cái giá trung mình cũng của mình cũng chỉ là không 0,004 không bốn nha và bây giờ nó lên không 009 á, thì mình cũng đã ít hai lần rưỡi các bạn đó thì à, đó là chia sẻ về cái dự án ai cái dự án thứ hai mình muốn chia sẻ là dự án open network các bạn thì mình cũng đã có rất nhiều video nói về cái dự án open network này rồi À, nó chạy ở trên mạng co các bạn và à, nó cho airdrop ở trong cái app Satoshi thì à, họ cũng đã thông báo cách đây khoảng mấy giờ các bạn thì họ cũng cho chạy TGA. TGA là cái sự kiện mà phát hành airdrop lần đầu tiên các bạn. Thì à, họ thông báo rằng từ ngày 29 là ngày hôm nay nè các bạn cho tới ngày 10 tháng 10 thì họ sẽ bắt đầu chạy TGA và cái ngày mà lên sàn thì khoảng từ ngày 10 tháng 10 cho tới ngày 15 tháng 10 nghe và các bạn hãy cập nhật cái app mới nhất của họ để à, kiểm tra cái số dư cũng như là họ cũng sẽ cho mình một số cái à, bước để các bạn có thể là à, điều chỉnh email hoặc là điều chỉnh lại mật khẩu ví này kia thì các bạn hãy theo dõi cái kênh twitter chính thức của họ để các bạn có thể cập nhật được nhé à, mình thông báo à, trong cái video này mình chỉ thông báo sơ lược về cái à, lịch phát hành của họ thôi còn à, cái chính thức mà làm thì à, nó có rất nhiều trong những cái video trước đây rồi các bạn nếu các bạn làm đúng thì bây giờ các bạn chỉ có việc đợi thôi nha chứ cũng không có cần phải làm gì hết các bạn Ok rồi thì um, hai dự án đó à, là mình à, à, muốn cập nhật trong cái video ngày hôm nay à, những cái dự án meme me các bạn à, một số bạn có hỏi mình à, những dự án meme me, telegram thì anh có chơi không á thì thực sự là mình rất rất ít chơi luôn các bạn à, những con như con dot rồi mình giới thiệu này kia thôi à, rồi À nốt coi mình không chơi Hiện tại thì mình chỉ có theo cái con memefi các bạn à, thì nó cũng sắp lít sàn vào tháng 10 các bạn có thể là vào giữa tháng 10 thì họ cũng lít sàn cái đồng memefi nha à, thì à, dự án memefi mình cũng có giới thiệu trong một vài video rồi Còn à, bây giờ telegram nó quá nhiều luôn các bạn mình à, gần như không có thời gian để theo các bạn thông cảm thì mình cũng có lâu lâu mình có post một vài bài ở trên ở trên cái cái mục à, gọi là bài đăng ấy các bạn. À, thì các bạn có thể là à, đăng ký qua những đường link đó để ủng hộ mình. Thì mình chủ yếu mình theo những cái dự án đó chủ yếu là để mình cập nhật cái tin tức để mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Chứ gần như những cái con meme me nó không có cái ứng dụng hoặc là không có cái À, mục tiêu gì to lớn ngoại trừ cái mục tiêu là lít sàn rồi bán qua bán lại Thành ra là mình à, không có cảm tình lắm với me các bạn Trước giờ mình không bao giờ đầu tư meme luôn Mình chỉ có thể là à, mình theo dõi mà mình biết nó tăng nó giảm vậy thôi Còn nếu như nó airdrop cho mình một ít đó, thì mình cũng xả liền rồi thôi các bạn Mình cũng không có ý định mua lại hoặc là kiếm tiền từ những cái đồng đó à, Mình thích những cái dự án mà nó à, như là Laser 1, à, Laser 0, Laser hai ví dụ vậy Ví dụ như Zeta là Laser không đó các bạn hoặc là abi chum là con abi ve thì nó là laser 2. ví dụ vậy hoặc là những con laser một như là con um, co hoặc là những con như là con um, con i network nó là laser 1. thì mình hay theo những cái dự án đó à, bởi vì những dự án nó có tiềm năng phát triển lâu dài các bạn thì mình hay theo những dự án đó à, cũng như là mình cũng trả lời một số cái câu hỏi của các bạn về cái vấn đề là chay thì rất nhiều bạn là nhắn tin cho mình à, cũng thấy mình có lời ở trong cái thị trường các bạn thì cũng nhắn tin cho mình hỏi thì mình rất là hiếm khi chia sẻ về cái mua con gì bán con gì mua giá nào bán giá nào hoặc là giá nào nên mua à, mình chỉ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức về nền tảng thôi à, bởi vì à, mình cũng ngại chia sẻ những cái gọi là à, mắt công người ta kêu lùa gà rồi các bạn à, mình cũng à, mình có một cái duy nhất đó chính là mình có tạo một cái khóa học tạo một cái khóa học các bạn và đó là cái khóa học nền tảng để giúp cho các bạn có cái kiến thức để mà tham gia cái thị trường crypto thôi chứ mình không hướng dẫn các bạn cái cách để mua đồng này bán đồng kia hợp đồng tương lai đấm trời này kia là mình không có nói thành ra là à, nếu như các bạn quan tâm tới kiến thức nền tảng thì à, các bạn có thể là tham gia cái khóa học à, của mình à, khóa học của mình thì à, trước đây mình chỉ tổ chức một buổi À, trong một ngày, chứ không phải một buổi các bạn, một ngày Nhưng mà sắp tới thì à, cũng có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình đó là muốn học nó dài hơn một tí à, Cho nó kỹ hơn một tí Thì mình đang cân nhắc là mình sẽ mở một cái khóa học à, Cho một cái mức giá là nó à, à, thấp hơn à, Gọi là cái mức giá đó, nó quá thấp so với crypto luôn các bạn Trước đây mình có mở một số khóa học à, được hai lần các bạn một lần thì được 7 học viên, một lần thì được 4 học viên, à, không nhiều nghe, không nhiều nghe các bạn và cái mức giá là một hai à, 2 triệu, 2 triệu các bạn, hai triệu cho một buổi học thôi, một ngày học thì mình thấy là nó không kịp cái thời lượng để các bạn thực hành, à, thành ra là nếu như sau này á, à, mình tổ chức khóa học mới, mình vẫn là cái à, học phí như vậy nhưng mà mình sẽ tổ chức nó khoảng tầm à, 5, 7 mũi hoặc 10 buổi gì đó à, Để các bạn có thể là à, bỏ được buổi này thì các bạn hồng buổi kia đó thì ý ý định của mình là như vậy còn về mức giá thì mình cũng không tăng lên mà mình cũng không có giảm đi các bạn à, thực sự các bạn biết ông chính à, một triệu đối với cái thị trường crypto 2 triệu chứ sao đây hai triệu đối với cái thị trường crypto thì nó cũng cực kỳ nhỏ luôn các bạn mà hình như là mình cũng nhớ mình giảm giá Chứ còn một triệu thôi hay sao mình cũng không nhớ chính xác lắm nha mình dạy nó cũng khá khá lâu rồi à nó nhỏ lắm luôn các bạn nó nhỏ lắm luôn so với thị trường crypto các bạn thành ra là à, mong các bạn đừng nói mắc rẻ trong cái cái khóa học đó nha các bạn <laughs> à, mình bỏ công ra mình ngồi để mình soạn bài này kia rồi mình hướng dẫn các bạn à mình lấy một cái chi phí đó là để giống như là à, để cho các bạn à, có ý thức để học tập thôi các bạn còn nếu như các bạn vô một cái lệnh nào đó ở trong crypto thì nó chớp nhoáng thôi các bạn lại các bạn đã bay một vài trăm đô rồi nếu như các bạn vô lệnh sai thôi chứ mình chưa nói là cái vấn đề là lợi nhuận nha thành ra là đối với cái uh, uh, crypto thì mình uh, mình nghĩ là cái chi phí các bạn bỏ ra một vài triệu để các bạn học một cái khóa học đàng hoàng đàng hoàng là uh, được À, nền tảng đầy đủ, rồi kiến thức đầy đủ và chính xác đó thì mình nghĩ vài triệu thì nó rất là xứng đáng để các bạn có thể là à, theo đuổi một cái thị trường mà lâu dài các bạn. À, cái việc học của crypto nó rất quan trọng luôn các bạn à, và mình nghĩ là nếu như các bạn chưa có nền tảng thì các bạn đừng nên đầu tư hoặc là các bạn à, các bạn có thể nhờ những người nào các bạn tin tưởng đầu tư còn các bạn đầu tư là chắc chắn là là, là chỉ làm mồ cho người khác thôi các bạn. À, các bạn giống như nghĩ như các bạn ra trận gì đó nếu như các bạn không có võ công các bạn không có vũ khí các bạn không có chiến thuật đó, thì các bạn ra các bạn chỉ có chết thôi nó giống như là chiến trường vậy các bạn thì chiến trường thì những người thắng là những người họ trang bị đầy đủ kỹ năng các bạn họ trang bị đầy đủ kỹ năng họ có chiến thuật có chiến lược có kỹ thuật thì họ đánh với nhau thì đánh với nhau thôi các bạn à, giống như là cho 10 người vô đánh với nhau thì những người nào có kỹ năng có kỹ thuật sẽ thắng à, chín người còn lại ví dụ vậy chứ còn đó là là tiền ở đâu mà ra đúng không các bạn thành ra là à, có thể là có những người bỏ tiền ra thật nhưng mà các bạn phải nghĩ rằng trong cái thị trường crypto hay thị trường nhấn thì dừng những khóa thì chuyện nào cũng vậy có người thắng là có kẻ thua thì những người nào trang bị cái kiến thức tốt hơn thì người đó sẽ giảm thiểu được cái phần thua và tăng cao cái phần thắng nha các bạn còn à, không không bao giờ là mọi người đều thắng hết các bạn mà phần lớn người là sẽ hòa hoặc là thua còn lại một số à, còn lại là sẽ thắng đó thì cái đó là mình nói thật lòng luôn các bạn nói thật lòng luôn à, chứ không phải là <laughs> và mình cũng không có lù gà gì ở đây hết các bạn à, cái kênh của mình là miễn phí hoàn toàn đó chỉ có học à, chỉ có nếu mà mình tổ chức khóa học thì mình lấy học phí đó vậy thôi à, và sắp tới thì có thể là mình cũng tổ chức lại các bạn và mình sẽ à, mở ra nó tầm khoảng năm mười buổi gì đó nhưng mà số lượng nó phải đạt được một cái lượng nhất định thì mình mới tổ chức chứ không nó cũng uổng công các bạn à, nhưng mà mình nghĩ là sẽ nhiều bạn quan tâm sẽ nhiều bạn quan tâm các bạn à, tại vì học một buổi á, thì nó hơi ngắn nói không kịp các bạn mình cũng muốn nói qua tất cả nhưng mà các bạn không kịp thực hành thành ra là mình sẽ tổ chức tầm năm mười buổi gì đó à, một buổi sẽ là À, tạo ví một buổi lưu ví một buổi á, là giao dịch à, theo kiểu đòn bẩy giao dịch à, limited là như thế nào giao dịch oco là như thế nào à, giao dịch trailing stop là như thế nào ví dụ vậy hoặc là à, những cách lưu ví những cái blockchain rồi này kia thì nói chung là mình nghĩ là một buổi thì đúng là nó không kịp thật không kịp thật mình cũng à, rất là xin lỗi những cái bạn mà À, trước đây có hơn 10 bạn là theo cái khóa học của mình thì mình sợ là các bạn đã không có kịp không có kịp à, tiếp thu thì nếu sau này mình mở lớp lại thì các bạn hãy vào học à, mình sẽ miễn phí cho 10 bạn đó nha à, mong các bạn thông cảm mình cũng cố gắng gọi là hết sức để à, chia sẻ trong à, 4 tiếng đồng hồ các bạn nhưng mà mình sợ rằng nó là à, nó không kịp nó không kịp để cho các bạn thực hành cũng như là thấm những cái đó thành ra là sau này mình tổ chức lại thì các bạn cứ vô mình sẽ dạy lại miễn phí nha à, các bạn biết rồi cái thời gian mà mình bỏ ra để mình là khó nhất là cái thời gian bỏ ra để mình làm cái giáo trình các bạn giáo trình các bạn tại vì à, không phải là cứ lên mạng đau về là xong đâu các bạn các bạn nghĩ vậy thì quá là đơn giản rồi À, các bạn cứ nghĩ là à, thôi mình lên đó mình đau mình rất khó các bạn à, chỉ cần à, khi các bạn đọc một tài liệu trên mạng thì các bạn phải có cái à, gọi là cái nền tảng kiến thức trước và cái khả năng phân tích rồi khả năng này kia tại vì khi các bạn có thắc mắc không cay hỏi còn nếu các bạn đi học các bạn cứ thắc mắc có người ta hỏi mà cái việc mà các bạn hỏi có người trả lời đúng trọng tâm của mình nó tiết kiệm cho các bạn rất nhiều thời gian các bạn còn các bạn tự tìm tòi á mặc dù là các bạn được miễn phí không có tốn gì hết nhưng mà cái thời gian tìm tòi của các bạn á thì quá là quá tốn thời gian không phải ai cũng tìm tòi được đâu thành ra là mình nghĩ nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn có thể là tham gia những cái khóa học À, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, một cách tận tình để các bạn có thể hiểu được thị trường crypto này nghe Ok, thì à, video này là mình cũng chia sẻ, à, mình cũng hồi phục khá khá cái à, tai nạn cũng như là mình cập nhật một số cái tin tức à, video này cũng dài rồi à, Mình cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn nha à, Về cái khóa học đó thì có thể là nó không có phù hợp với À, phù hợp với mọi người nhưng mà có thể những người đó là họ nói là họ không có tiền không có chi phí gì đó thì à, à, thực sự các bạn nếu như mà mình miễn phí đó, mình vẫn thích làm miễn phí luôn nha các bạn nhưng mà thường đó, miễn phí là người ta không có chịu học người ta khi các bạn bỏ ra một cái đồng tiền các bạn tiếc thì các bạn mới chịu học các bạn còn đó, à, các bạn mà học miễn phí là các bạn không có thèm học cũng giống như là mình chơi game với các bạn mình mua một cái game mà nó ở trên bs năm bs ba bs bốn thì khi mà mình mua một triệu một game á thì mình chơi cho hết mình chơi mình phá giải cho hết đó còn mà mình phá mình chơi cái ps 3 các bạn là nó miễn phí mình lười chơi lắm mình coi coi tí tí cái thôi là thành ra là là mình mình không có muốn là là miễn phí là như vậy <laughs> các bạn thông cảm nhé rồi ok chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn